Ngày 21 tháng 7, tin từ Công an thị xã La Ghi, Bình Thuận cho biết, chỉ sau một ngày phát lệnh truy nã, cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 quân khu 7 đã phối hợp với Công an phường Tân An thị xã La Ghi bắt giữ binh nhất Nguyễn Trọng Huy đào ngũ cách đây 2 tháng. Trước đó, ngày 19 tháng 7, cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với binh nhất Nguyễn Trọng Huy với tội đào ngũ. Cùng ngày, cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 quân khu 7 đã ra quyết định truy nã Huy. Theo quyết định truy nã, Nguyễn Trọng Huy, 20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận, quê quán Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 2 năm 2022, cấp bậc binh nhất, đơn vị công tác, đại đội trinh sát 5, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận. Sau khi tại ngũ hơn một năm, ngày 25 tháng 5 Huy bỏ trốn, mặc dù đồng đội và chính quyền địa phương đã đến gia đình động viên kêu gọi nhiều lần, nhưng Huy vẫn không trở lại đơn vị. Được biết, một ngày sau khi phát lệnh truy nã, trưa ngày 20 tháng 7, cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 quân khu 7 phối hợp cùng công an thị xã La Ghi đã bắt được Nguyễn Trọng Huy tại một tiệm sửa xe ở phường Tân An.